Chiều ngày 28 tháng 7, Liên đoàn Lao động Quyền Đầm Dơi tổ chức meeting kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Phát biểu ôn lại truyền thống dễ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quyền Đầm Dơi Ngô Thị Minh khẳng định, trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển, qua 94 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Quyền Đầm Dơi nói riêng, dù trong hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn luôn được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy gắn bó là chỗ dựa vững chắc người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước là sợi dây nối dài của đảng với nhà nước với quần chúng công nhân lao động đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động chủ tịch liên đoàn lao động quyền nằm dơi ngô thị minh đề nghị các cấp công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động của Việt Nam Dơi quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa hướng về đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội 13 công đoàn Việt Nam, công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ 12. Tích cực tham gia các hoạt động thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành trước thời gian các mục tiêu mà kế hoạch năm 2023 tại cơ quan đơn vị chuyên nghiệp và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 7 công đoàn Việt Nam Dơi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra dịp này liên đoàn lao động Việt Nam dơi đã trao 8 phần quà cho các cô chú nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch liên đoàn lao động Việt Nam dơi qua các thời kỳ, hỗ trợ 23 phần quà cho công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, mỗi phần quà 500.000 đồng.